chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ đi giải đáp câu hỏi thắc mắc của các bạn Đó chính là cao rán hồng sâm của Hàn Quốc thì có chữa trị được các triệu chứng như là bong gân, tụ máu hay bầm tím hay không À, thưa bạn trong video trước thì kiều anh đã giới thiệu tới các bạn dòng sản phẩm cao dán hồng sâm của Hàn Quốc được sử dụng rộng rãi như một phương pháp giúp giảm đau cơ đau nhức xương khớp đồng thời là hỗ trợ điều trị các triệu chứng như là đau thần kinh tọa đau lưng đau đầu hay thậm chí là chúng ta đau cơ và chính vì vậy thì có khá nhiều khách hàng đặt câu hỏi với kiều anh rằng à, thì liệu dòng sản phẩm này nó có hỗ trợ điều trị được việc là bị bong gân và tụ máu hay không thì kiều anh xin được trả lời là có thưa bạn Dòng sản phẩm cao dán hồng sâm thì vốn đã được sử dụng rộng rãi như là một trong những phương pháp hỗ trợ điều trị ở các chứng đau cơ đau xương khớp. Và trên thực tế thì dòng sản phẩm này nó được chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi và được chọn lọc từ những củ sâm tốt nhất và cô đặc thành cao, từ đó sử dụng cho những người mà thường xuyên vận động mạnh và bên cạnh việc là có tác dụng nhanh thì dòng sản phẩm cao dán hồng sâm này còn vô cùng thân thiện với làn da của người dùng, không gây kích ứng, nóng rát như một số sản phẩm trên thị trường hiện nay. Và chính từ ưu điểm này thì dòng sản phẩm cao dán hồng sâm đã được sử dụng cho cả những người mà bị bong gân, tụ máu, bầm tím trên da. Bởi vì khi chúng ta dán sản phẩm cao dán hồng sâm này lên da thì nó sẽ có tác dụng là thẩm thấu sâu vào các lớp biểu bì dưới da, đồng thời là từ từ đánh tan các máu tụ, các vết máu tụ, các vết bầm và cũng như là hỗ trợ giảm đau cho những người bị bong gân. Và một điều quan trọng nữa đó chính là sản phẩm cao dán hồng sâm khi chúng ta sử dụng thì sẽ không gây ra các phản ứng phụ hay là những uh, biểu hiện như là bị dị ứng bởi vì sản phẩm hồng sâm này thì vô cùng thân thiện với người dùng. Và quan trọng khi chúng ta dùng thì sản phẩm hồng sâm này nó thẩm thấu sâu vào lớp biểu bì dưới da như kiểu anh vừa chia sẻ cũng như là tạo nên một lớp đề kháng đồng thời là khiến cho vết thương của chúng ta nhanh hồi phục hơn cũng như là giảm đau một cách hiệu quả và quan trọng dòng sản phẩm này nó còn bảo vệ cho da của chúng ta tránh bị trường hợp là bị phỏng rát hay bỏng da do quá nóng Đối với những người mà bị bong gân, tụ máu bầm tím trên da thì kiểu anh khuyên rằng chúng ta nên cắt miếng nhỏ ra sau đó dán vào vết thương. Đồng thời là chúng ta có thể xoa bóp một chút để các tinh chất trong sản phẩm cao dán hồng sâm này thẩm thấu sâu vào trong da. Đồng thời là chúng ta kết hợp với việc là luyện tập cổ tay, cổ chân để giảm sự đau nhức hơn và các bạn hãy yên tâm rằng chỉ từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng sau khi chúng ta sử dụng sản phẩm cao dán hồng sâm này thì vết thương của chúng ta sẽ được giảm từ từ, đồng thời là nó cũng sẽ giảm đau cho chúng ta một cách nhanh chóng. Tuy nhiên thì nó lại không gây tác dụng phụ như mọi người vẫn hay tưởng. và quan trọng một điều nữa các bạn hãy lưu ý cho Kiều anh trong quá trình sử dụng, đó chính là đối với trẻ em dưới 12 tuổi thì khi sử dụng sản phẩm này chúng ta nên hạn chế và đối với những phụ nữ đang trong quá trình mang thai thì cũng không nên sử dụng sản phẩm cao dán hồng sâm như thế này sản phẩm cao dán hồng sâm thì được thiết kế với túi đính như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng lấy miếng cao dán ra khi sử dụng rồi sau đó chỉ cần vuốt nhẹ một lần thôi là đã được đóng kín rồi để bảo quản sản phẩm này ở điều kiện khô ráo nhất để tránh trong trường hợp là sản phẩm này bị hỏng Ngoài ra với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì các bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm là trong quá trình chúng ta đi du lịch, đi công tác hay chúng ta phải đi xa có thể mang theo sản phẩm này trong hành lý của mình. Và với sản phẩm một túi như thế này thì chúng ta sẽ có 10 miếng cao dán hồng dâm. Và nếu như các bạn bị đau đầu một chút hay chúng ta bị đau lưng, chúng ta cũng có thể cắt nhỏ miếng cao dán này ra để dán lên người để tiện và dễ dàng sử dụng hơn. Ngoài ra sản phẩm này thì nó cũng dính trên da rất là khá là tốt Thế nên là các bạn hoàn toàn yên tâm là nó sẽ không bị bong khỏi da ngay sau khi chúng ta dán đâu và theo kiểu anh thấy thì hiện nay trên thị trường có khá là nhiều loại sản phẩm này Tuy nhiên lại không rõ nguồn gốc xuất xứ Thế nên nếu như các bạn có nhu cầu sử dụng để mua được sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất Thì hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 hoặc 0904 428 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm cao dán hồng sâm đến từ Hàn Quốc. Ở ngoài ra thì các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn cũng có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho sản phẩm cao dán hồng sâm đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với thông tin Kiều Anh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm cao dán hồng sâm đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.